đến với hội thi ngày 20 tháng 11 với chủ đề Tri ân thầy cô giáo trường em. Lớp 9 anh em chúng em xin chúc quý thầy cô, quý vị nam giám khảo một lời chúc tốt đẹp, chúc hội thi thành công tốt đẹp nhé. Cũng như ngày xưa qua cùng chúng tôi kỷ niệm thân thương, hôm nay em thấy bệnh viện người thân yêu cũng sự yêu thương, em góp sức mình phúc chia tay đến yêu thương rất bạn, chúng tôi biết bao nhiêu người nhớ, cũng một khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để biết tất cả nó ra thành kỷ niệm, thành yêu thương, thành nỗi nhớ, yêu thương đến nỗi dù có nén khóc lại, vẫn hình dung được từng khuôn mặt thân quen, vẫn có thể thấy được từng vẻ cái đá, nhà cây đang ách nỗi buồn, nỗi buồn lại khóc. Lòng thầy nhân hậu thanh cao, bạn em hoàn cảnh xiết bao nghĩa tình, hương tà áo trắng trắng sơn, thập trò tinh mật ánh nhìn thơ ngây, cho dù vất vả đắng cay, đứng trên một dạng hỏng xê với hè, đau bằng hứa hẹn tuyên thề, trái tim son đỏ đem về cửa trang, quyết tâm vượt mọi khó khăn, cho thuyền gặp đến an toàn ai ơi, các em đi bốn phương trời, hỏi theo bản chất gửi lời yêu thương. Em chịu mỉm cười khi nhớ lại đường của 4 năm trước. 4 năm trước đây, em tự như là một học sinh lớp 6, cũng băn khoăn đến lạ thường nhưng đặt chân đến ngôi trường này. Em những thầy cô lúc nào cũng rất đỡ tận tình để em có thể dung hòa, quen thuộc với nơi được gọi là ngôi nhà thứ 2 của chúng em. 4 năm đại học đó, thầy cô luôn dạy cho em những kiến thức, những đạo đức để em trở thành một học sinh tốt của trường. Cho em biết bao niềm vui, buồn mà em luôn nhớ trong lòng. Trong cái lòng bên được. Có lẽ trong cả cuộc đời này, chúng em cũng không thể nào quên được hết. Các thầy cô chính là người lá đỏ nuôi những thế hệ học trò gặp đến tương lai. Làm sao em có thể quên được những ánh mắt ấm áp dịu dàng của thầy cô, những ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của từng học trò bé nhỏ trong suốt quãng đời bắt sách đến trường. Hình ảnh cô giáo trước tà áo thiết tha, những người thầy với vẻ mặt nghiêm túc ấy đã chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn dành cho những người học trò bình luận này. Không dừng lại ở đó, nụ cười của thầy cô là điều đặc biệt ấn tượng mà mỗi học sinh chúng em không thể nào quên được. Nụ cười ấy không phải là tiêu xa, cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng tôi lại vô cùng trân trọng những nụ cười ấy, vì đó chính là sự động viên khuyến khích cho tôi mỗi khi tôi đạt điểm cao, là động lực tôi dựa vào để vươn lên học tập. Không biết trên 4 năm học ấy, em anh đã gây ra bao nhiêu nỗi lòng, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng hành động đã không còn nụ cười vui vẻ của ngày nào. Mặc dù thầy cô không ra là la rầy hay muốn giết, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra rằng thầy cô đang rất buồn bã và thất vọng. Nhưng thầy cô vẫn chia chở tay cho chúng em, vẫn làm tròn trách nhiệm của bản thân mình và là đối diện những các em chúng em, dù cho chúng em làm sai bao điều, gây ra nhiều chuyện tối cho thầy cô. Thầy cô ơi, các thầy cô có biết rằng những nụ cười của thầy cô chính là ngọn lửa sưởi ấm cho những trái tim bé nhỏ non nước của đám học trò chúng em hay không? Chỉ bao nhiêu đó là chúng em cảm thấy mình thật may mắn, bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình và những cuộc nhật nước chồng nên đưa ra của những người giáo viên. Thật không thể nào diễn tả hết nỗi niềm biết ơn sâu nặng của các em đối với thầy cô, những người luôn miệt mài bên những trang giáo án, tìm đến học trò chúng em những bài thật hay và hữu ích, những người đã không quên nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới hy vọng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn. Chính những thầy cô đã tạo ra những kỷ niệm khó phai, nhờ những dạy dỗ những thầy cô đã khiến chúng em trưởng thành giúp ích cho tương lai. Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng em đặt tay vào tim, ghi nhớ những công ơn lớn lao của thầy cô với niềm kính trọng yêu thương của chúng em dành cho mọi người. Những kiến thức của thầy cô dạy đã thúc kết thành những tinh hoa của nhân loại qua bao nhiêu thế hệ, để giúp chúng em nhận ra rằng những gì thu được học được từ khối nền kiến thức rộng lớn sẽ đang dưới lên một ngược bổn không, nhưng trong rộng nếu ta được chiếu là điều nước. Thầy cô đã đưa hạt giống trí tuệ và tâm hồn sáng sáng của từng học sinh, là người cầm bó nước trên tri thức của nhân loại, soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò. Chúng em ước sao mình phải là đứa học trò yêu quý của các thầy cô, mặc dù biết là không thể. Tuy vậy, chúng em vẫn mong thầy cô sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ năng nong bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất diệu kỳ. Thầy cô ơi, em không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào nữa. Em chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những điều hay, những điều bổ ích mà thầy cô đã dạy cho chúng em, những người lái đầu của một tương lai tươi sáng. Và dự thi của lớp chúng em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn.